con lột cho sạch nha. Nè, con lột này lên nè nè. Đã chưa mẹ dạy cho hồi nè. Nhắc cái này bỏ, lột hết ra cho mẹ nha con. Nha con. Dạ. Dạ mẹ. Dạ mẹ. Giỏi quá. Con Hồng nấu ăn thiệt ngon nha, mai mốt nấu cho mẹ ăn ha. Ăn. Con kêu mẹ là gì? Mẹ ăn. Yêu sao? Mẹ yêu. Mẹ yêu ơi. Mẹ yêu ai? Rồi con lạc xong cái đó xong cái con chào cô chú đi. Chào chú. Chào cô. Thì con chào cô chú cái đi. Chào chú. Chào cô. Chào chào. Chào anh. Chào anh. Chào chị. Chào chị đi rồi mẹ lấy cho anh làm nữa. Chào chị. Chào cả nhà. Chào dạ hả? Cả. Chào cả nhà. Rồi lọc tiếp nha. Chào cả nhà đi rồi lọc nữa. Chào. Không. Con chào cả nhà đi mẹ cho lọc. Nha phụ mẹ làm nha. Con chào cả nhà đi mẹ cho lọc. Không. Con. Nè nói cho mẹ nè con. Chân. Chào. Chào. Cả. Cả. Nhà. Dạ. Ê cô. Chào. Chú. Nè, làm đi. Làm cho sạch nha. Dạ. Phụ mẹ. Phụ mẹ luôn hả? Phụ mẹ nấu cơm luôn hả? Phụ mẹ xong. Phụ, con phải nói là nấu cơm. Cháu cơm. Đúng rồi. Giỏi quá. Con kêu ông đi. Ông. Ông ngoại. Thôi. À, ông kêu ông ngoại hả? Bà ngoại. Kêu ông ngoại của ai? Ông ngoại của ai? Ông ngoại của ai vậy? Ông ngoại của ai? Ngoại của ai? Ông nói phải không? Nè. Phải ngoại con không? Phải ngoại Linh không? Phải. Thôi. Ngoại của Linh. Thôi. Không nghỉ chơi đi ông ngoại ơi. Ông ngoại mà còn ông ngoại mà không ấy ông ngoại còn sống là ông ngoại chở con đi chơi rồi ha. Đi nhà banh rồi ha. Thôi. Đen thùi lùi luôn hả? Lột cho kỹ nghe con. Dạ. Theo mẹ. À lấy ai chiên cho rồi đi. Giống như khô vậy thôi, gì đâu. Lấy muối bỏ vô chị miếng mặn cho nó vô lên hở lại. Muối hả? Chảo á. Dạ, không mua đậu hũ. Nấu canh chua, không mua đậu hũ rồi sao? Đây là phụ mẹ nấu cơm hả? Phụ mẹ nấu cơm. Nấu cơm nè Lành ơi. Dạ chứ hửa vậy. Dạ. Mẹ nói cái gì con cũng phải dạ.